Vào ngày 14 tháng 4, Trung Quốc thông báo với người hâm mộ rằng anh đã trở lại trên Instagram, nhưng không phải là tài khoản cá nhân, mà là tài khoản dành cho chú chó cưng tên Bam. Trung Quốc viết trên Reverse: "Mình hiện tại không có gì để khoe về bản thân của mình cả, nhưng có thể khoe với mọi người một chút về con của mình. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Bam Wow, cách Bam đoàn kết." Tên người dùng của tài khoản được đặt là Bam Dad, bố của Bam, kèm với hình Trung Quốc và chú chó đang nở nụ cười thật tươi. Mô tả tài khoản ban đầu được đặt đơn giản với nhiều chữ go go, nhưng sau đó Trung Quốc đã đổi lại với cấu trúc ý nghĩa hơn, Have a good Bam. Từ Bam trong tiếng Hàn còn có nghĩa là buổi tối. Chú chó cưng Bam của Trung Quốc lần đầu được giới thiệu trong chương trình In The Soup mùa 2 khi quay hình cùng các thành viên BTS. Đây là show thực tế rất được yêu thích của BTS, đưa khán giả cùng đến trải nghiệm sinh hoạt tại một khu nhà trong rừng. Tại đây các thành viên cùng nhau trò chuyện và nghỉ ngơi thư giãn. Ngay sau khi chương trình phát sóng, chú chó cưng của Trung Quốc lập tức trở lên nổi tiếng trên TikTok. Hashtag John Bam vượt hơn 100 triệu lượt xem, đưa Bam trở thành một trong những thú cưng nổi tiếng nhất K-pop. Trung Quốc hiện đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng với các thành viên của BTS theo quy định nhập ngũ bắt buộc đối với tất cả nam giới Hàn Quốc. Cách đây không lâu, truyền thông Hàn đưa tin Trung Quốc đang giữ vị trí đầu bếp trong đơn vị nấu ăn ngon. Thông tin này lập tức gây chú ý, các công thức nấu ăn của nam thần tượng cũng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dự kiến Trung Quốc sẽ xuất ngũ vào tháng 6 năm 2025 và tiếp tục hoạt động cùng các thành viên BTS. Và chúng mình là News BTS, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé!